Cho mày mày lấy không? Đây đất bụng nó cho mày mày lấy không? Theo như đất bụng nó cho mày mày lấy không? Trời ơi, nó cũng trồng cây được bộ. Thuốc ra. Vét mương ruộng nha anh em. Mương ruộng người ta làm lúa nè, lâu năm là nó bị cạn lại nên phải vét. Mà vét kỳ lên thì nó bị kỳ lên ruộng thì nó đò cái lề ha. Cho nên nhà người ta gần người ta chở về nhà luôn, ta lắp hầm trồng cây. Đó. Xe này chạy chạy dưới ruộng nặng máy lắm nha anh em, hên là cái này mùa này trời nắng đất khô nha, cái đất mưa mưa là chạy không được nha, nó tuôn bánh không à. Đoạn này nay còn có 4 chiếc à, bữa trước 6 chiếc luôn, nay còn 4 chiếc. Trưởng đoàn xe chở đất nha, anh em nào có nhu cầu chở đất như vậy thì liên hệ ngay ngay anh Mập đó, anh Mập đó anh lãnh nha anh em. Anh lãnh đó, anh lãnh nguyên đoàn xe chạy, anh em có nhu cầu thì mình chỉ cho anh Mập đó chạy ha, chạy dưới ruộng rồi chạy về nhà ha, lắp hầm đắp nền nhà rồi ha. Đó, đây trở về tới cái nhà trắng trắng trong đó nha. Này đi đất sình không anh em ơi, chét mương. Này mương cũ đất sình không à. Chạy rất là chậm nha, dưới ruộng nặng máy lắm anh em ơi, chạy cũng tổn xe lắm nha, hao xăng nữa, nó hụ không à. Đó, coi anh kỹ thuật anh này cuốc đường nước nè anh em ơi. Giật mình luôn. Nhanh nhanh lên, chậm quá mà Huân, nhanh lên. Chạy tinh lại tuốt trước đừng hao quá, ớt chạy.
này tay nghề anh múc chậm hay là chiếc xe cuốc này chạy chậm anh em? Thấy sao mà lâu đầy xe quá nè. Đó. Múc gạo đầy lên, đầy nhóc luôn. Rồi, khỏi gạt qua đó cho mau. Khỏi gạt ba đất đổ cho mau. Đó. Quá anh em ơi, một gào nữa chắc đây rồi. Anh em xem video hãy tặng cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh nha anh em để được cập nhật những video mới nhất khác. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Nó làm gì chạy đó đó không đậu nữa rồi anh em ơi. anh lên trời xanh rồi. khoái rồi hạ xuống nữa, bốc nữa, cao nữa. Anh bị lún luôn rồi anh em ơi. Để coi em ảnh xử lý cơ khoa này sao nha. Anh lúng luôn rồi anh em ơi. Rồi xong. Cái bánh tròn vo nữa rồi. Hết biết anh em ơi. Anh tài xế anh không có mở cái bẩn mà anh đi Ben. Tao nhìn nhìn nãy là con đổ tám gỡ. Chưa từng thấy. Vậy mà hồi nãy anh còn nhịp giò nữa chứ. Hên là này đổ trên sân nha anh em, chứ mấy là đổ xuống nãy giờ đổ xuống xuống kinh là lên bụi rồi. Lắp hầm đâu á, nên xịn chứ. Đầu
câu đó. Ờ, nhà vẫn mới mang hạ đó. Trời ơi, thôi gớm rồi. Bắt đầu cho quay phim đã rồi, cái người ta làm cho bắt đầu, cái này nó không có bẩn này kia nọ. Anh còn tài xế kìa. Xe ông đó không có bẩn. Nữa anh em ơi. Chuẩn bị bắt đầu nữa anh em ơi, lúng luôn rồi anh em ơi. Anh đi kiếm gì đây? Anh kiếm cái giá. Tiếp tục nha anh em, lên xe, để máy. Tiếp tục bên. Ben luôn, chỉ dở đầu cho thằng kia quay phim. Cho cái lẩu Ben xuống mà không có mở bẩn. Lút luôn. Anh quên. Anh quên giờ cái anh nói anh đổ thừa. Rồi chuẩn bị là nhờ mấy cái động cơ bằng nhiên liệu bằng nhiên liệu bằng cơm. Lên đi đạp bẩn xuống rồi động cơ bằng cơm mà có bu đi xong nha anh em.